HCTV 6 phim 360 hân hạnh phát sóng các trận Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi bản tin thể thao tối trên kênh Quốc phòng Việt Nam. Thưa quý khán giả và các đồng chí, sau 3 trận đấu đầu tiên phải nhận những kết quả kém may mắn, đội tuyển Việt Nam quyết tâm sẽ có được kết quả tốt dù phải thi đấu trên sân của Oman. Điều đó đã được thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo thể hiện trong buổi họp báo trước trận đấu. Vào chiều nay, huấn luyện viên Park Hang-seo và đội trưởng Quế Ngọc Hải đã tham dự buổi họp báo trước trận đấu Oman gặp Việt Nam. Trả lời giới truyền thông, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết đội tuyển đã phải nhận những phê phán và chỉ trích sau 3 trận thua liên tiếp. Ông cùng các học trò chỉ biết cố gắng để có được điểm số trong trận đấu tới. Đó là điều quan trọng nhất. Ngoài ra, huấn luyện viên Park cũng có những phàn nàn về việc hàng rào bao quanh sân tập tại Oman không đủ cao, dễ khiến đội tuyển bị lộ bài. Mặc dù vậy, do phải chơi trên sân khách nên chúng ta đành phải chấp nhận. Trong khi đó, Quế Ngọc Hải cho biết đội tuyển đã tập trung cải thiện những hạn chế trong thời gian qua. Hậu vệ này khẳng định anh và các đồng đội sẽ cố gắng vượt qua những áp lực và mệt mỏi để cống hiến mọi thứ cho người hâm mộ. Trận đấu giữa Oman và Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ ngày 12 tháng 10 và được tường thuật trực tiếp trên kênh SCTV 6. Thêm một thử thách trên hành trình hướng tới World Cup của đội tuyển Việt Nam. Thêm một trận đấu ở Trung Đông trước đội bóng Tây Á Oman. Đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn đang hướng tới những điểm số đầu tiên tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Đón xem và cổ vũ cho những niềm hy vọng của các chiến binh sao vàng vào 23 giờ ngày 12 tháng 10 trực tiếp trên kênh SCTV 6.